anh em nào có nhu cầu mua nhớt thì hãy click vào đường link bên dưới. Hiện tại mình đang kinh doanh tất cả các dòng nhớt full tổng hợp, bán tổng hợp và dầu gốc khoáng được nhập khẩu chính gốc từ châu Âu. Ok, xin chào anh em. Thì mình là Thành Biker. Thì hôm nay mình sẽ mang lại một chương trình khuyến mại mới dành cho nhớt Ebin. Thì chai nhớt này thì được nhập khẩu từ Đức và có thông số rất là ấn tượng, thì mình đã làm clip qua rồi. Đó, thì anh em nào chưa có xem cái bài review về cái chai nhớt Ebin này thì anh em có thể vào kênh mình để xem. Thì sau đây là chương trình khuyến mãi. Thì nhớt này thì anh em mua một chai tặng 100ml. Đây này, 100ml là mình sẽ chiết lẻ như thế này nha anh em. Đó, đóng chai rất là đẹp. Và chai nhớt này là 1 lít là được nhập khẩu hoàn toàn từ Đức nha anh em. Bao bì, mẫu mã được nhập khẩu 100% từ Đức, xuất xứ từ Đức. Thì nhớt này thì nó mới về Việt Nam thôi, nhưng mà nó cực kỳ lâu đời rồi, ở bên châu Âu nó cực kỳ lâu đời và rất là nổi tiếng. Ebin là một tập đoàn nhớt lớn hàng đầu nước Đức. Đó, thì anh em có nhiều năm trong nhiều chục năm trong trong làng nhớt thì sẽ cho ra chất lượng rất là tốt. Thì trải nghiệm của mình cảm thấy á, thì chai nhớt này á, thì mình phải nói là thực sự nó không thua một cái nhớt cao cấp nào tốt nhất hiện nay, từ cả 300V và Shadow Resin. Thì mình đánh giá nó rất là bốc, nhưng mà đặc biệt nhớt Resin mà rất là mát nha anh em, máy rất là mát, cực kỳ mát luôn. Mình không tin là cái nhớt Resin mà nó lại mát như vậy và bốc cực kỳ. Chạy trên Winner thì mình cảm nhận nó, ôi trời ơi, phải nói là rất là tuyệt vời. Không có mình cảm thấy là nó cái mức giá lên quanh 300.000 một chai được tặng 100ml, nó rất là bốc so với cái mặt bằng chung hiện tại á, thì hầu như mình không thấy cái nhớt nào mà 300.000 bốc như nó. Có cá như là 300V rất là cao, rất là mắc tiền, nhưng mà nhiều khi mình đánh giá độ bốc không bằng nữa. Nó bốc cỡ như là đẹp soi Resin đó anh em. Và đẹp soi Resin thì anh em cũng biết rồi, nhớt của nó rất nhanh xuống, nó bốc cực kỳ bốc, nóng rất là nóng, xào máy. Thì cái này, cái chai Ebin này nó khắc phục được những cái lỗi là xào máy này, nóng máy này. Đó, và cái thời hạn sử dụng cũng khá là lâu. Đó, lên đến 2.500 đến 3.000 km nó còn bốc. Còn anh em mà nếu muốn đi thêm, đi sâu, đi xa hơn thì tầm 3.000-3.500 vẫn được, nhưng mà cái độ bốc nó không còn nữa, nó cái độ chất lượng nhớt nó không còn ngon như lúc đầu nữa. Đó, thì anh em đi vẫn được. Đó, thì nó sẽ như vậy. Thì chương trình khuyến mãi thì diễn ra thì bắt đầu từ tuần trước rồi, cho đến khi nào mình thông báo dừng thì thôi. Anh em cứ đặt hàng mua. Thì đối với Honga Winner hoặc là Sonic Winner X thì mua một chai sẽ tặng 100ml. Còn đối với những anh em nào mà chạy Exciter hoặc là những dòng xe của Yamaha thì đây, mình mua một chai, mình sẽ tặng anh em một cái lọc nhớt Yamaha được nhập khẩu từ Indo, Made in Indo, Indonesia nha anh em. Đó, thì hàng nhập khẩu. Thì cái lọc nhớt này đâu đó tầm 40.000, trên dưới 40.000. Và một chai nhớt này mình sẽ tặng cái này. Còn đối với những anh em nào mà mua cho dòng Suzuki như là GX, Bandit, những cái dòng từ 1.4 lít hàng 1.3 lít, 1.3 lít, 1.4 lít thì mình tặng cho anh em một cái lọc nhớt của Suzuki luôn, cũng được nhập khẩu từ bên Indo. Đó, thì cũng một cái lọc nhớt được nhập khẩu từ Indonesia và toàn hàng nhập khẩu. Đó, thì anh em nào mà chưa trải nghiệm thử một cái sản phẩm này thì thật sự rất là tiếc. Cái mức giá thật sự rất là ok luôn. Mình đang hỗ trợ cho anh em khuyến mãi. Thì chương trình khuyến mãi này diễn ra đến khi nào mình thông báo trên YouTube hoặc là Facebook kết thúc thì nó sẽ là kết thúc. Đó, thì anh em chỉ cần kết bạn Zalo cho mình, số điện thoại trên màn hình hoặc là gọi thẳng vào cái số điện thoại đó cho mình, và anh em cho địa chỉ này, cho tên này, địa chỉ, số điện thoại, mình sẽ ship hàng toàn quốc cho anh em luôn, mà mình cho anh em kiểm tra hàng này nọ trước khi thanh toán tiền. Anh em nhận hàng, thanh toán tiền rồi thì chỉ vậy thôi. Và anh em mình bán luôn luôn là hàng uy tín chất lượng, thì mình sẵn sàng cho anh em xem hàng. Đó, chứ nhiều chỗ khác người ta sẽ không cho anh em xem hàng đâu. Thì mình đối với shop mình bán thì ok, anh em muốn xem hàng thoải mái, bao chắc, anh em muốn chắc 36 kg nào đó, quan trọng là có thời gian để chắc hay không. Thì chai nhớt này thì mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi, cái tỷ số index của nó là rất là cao,
tầm 175 thì cũng là thuộc hàng cao cấp nhất hiện nay nha anh em. Thì đối với cái mức giá loanh quanh 300.000 thì mình đánh giá Airpin này rất đáng tiền và rất đáng nên sở hữu và mua và trải nghiệm thử. Trong quá trình mình đang khuyến mãi nữa thì mắc mới gì anh em không dùng thử đó. Thì chai này thì mình cũng có, vừa rồi mình cũng đã test chạy và tour Sài Gòn Quy Nhơn thì mình thấy nó rất là ok, rất là bốc, chạy rất là sướng. Mà có điều là nó cũng không phải là êm, mà nhất racing thì anh em biết rồi, nó không có êm, nó có êm như cỡ như là Shadow, nó như Shadow là ngon rồi, thật sự nó không có êm hơn được nữa. Nhưng mà nó hơn Shadow Racing về độ bóc và độ mát đó, thì hơn Shadow Racing. Thì Shadow Racing làm mưa làm gió thời gian qua anh em biết rồi, thì mình cũng bán rất là nhiều Shadow Racing, thì mình cảm thấy Shadow Racing rất là hài lòng, cái sản phẩm rất là hài lòng, và mức giá của mình bán ra thì cũng rất là ok, cũng rất nhiều anh em ưa chuộng và sử dụng thời gian qua. Thì hôm nay mình cũng có một cái sản phẩm cao cấp hơn Shadow một chút, cao cấp hơn Shadow một chút nhưng mà mức giá lại rẻ hơn Shadow, anh em thấy chưa? Thì mình, phương châm của mình kinh doanh hồi trước giờ là mình luôn luôn tìm ra cái sản phẩm tốt nhất và giá thành ok nhất để phục vụ cho anh em tốt nhất và đảm bảo cho anh em là sử dụng thích, chứ không phải là anh em mua một lần rồi xong rồi thôi không mua nữa. Đó là một cái, nếu anh em mà cảm thấy không mua nữa thì mình sẽ anh em mua một lần rồi mà có trải nghiệm không tốt này, chơi hoặc là đánh giá tệ này kia thì có nhiều lần như vậy thì thật sự mình sẽ cắt luôn cái dòng đó, mình sẽ không bán nữa đó. Thì thời gian qua mình bán những dòng nhất là mình cảm thấy tốt thì hầu như là anh em đều đón nhận rất là tốt. Thì như Shadow này, Phúc Sicolin, rồi Repsol Racing và những cái dòng nhất như là Seultra đó, và những cái phụ gia linh tinh thì anh em đón nhận rất là nhiệt tình và rất là nhiều và cho một lời khen rất là tốt, và dòng nhớt cao cấp rất là tốt, xài rất là ổn đó. Thì mình chỉ gói gọn lại những sản phẩm mà mình cảm thấy anh em xài qua tốt ok thì mình tiếp tục bán, còn những sản phẩm mà nó tệ quá thì thôi mình bỏ, mình sẽ không còn bán nữa. Thì dòng này mới nhập thì shop mình là phân phối khu vực ở Thủ Đức, thì anh em nào muốn mua sỉ, mua lẻ thì cứ liên hệ Thành, có mức giá rất là tốt. Thông số này kia thì anh em có thể lên cái trang web xem, hoặc là xem bài đánh giá review của mình về chai nhớt này trên kênh của Thành Biker, thì anh em cứ ghé qua đó mình xem. Còn chất lượng nhớt thì mình đánh giá khá là cao, khá là tốt so với mức giá loanh quanh 300.000. Thì trong 300.000 thì cũng được tặng khá là nhiều, 100ml cho Winner hay là Winner X. Và anh em nào cũng có phần, anh em nào cũng đều vui vẻ, anh em nào cũng được tặng, ví dụ như chạy Ad cũng có quà tặng, rồi chạy Suzuki cũng có quà tặng, rồi chạy Honda cũng có tặng 100ml đó. Thì anh em còn điều còn lại cuối cùng là anh em nên quyết định thử, có nên trải nghiệm thử hay không. Hiếm khi nào mà có được cái mức giá tốt như vậy, thì đó, nếu anh em không trải nghiệm thử thì đó là một cái sự thiếu sót rất là lớn. Thì mình chỉ nói vậy thôi. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ Zalo điện thoại trên màn hình đó, Zalo số điện thoại trên màn hình đó, hoặc là gọi thẳng cho mình, cho nhắn tin số điện thoại, nhắn tin qua điện thoại là địa chỉ, tên và số lượng như thế nào thì cứ nhắn cho mình và mình sẽ gửi hàng cho anh em toàn quốc luôn. Thì anh em nào cũng đều vui cả, anh em chạy Honda cũng có quà, anh em chạy Yamaha thì cũng có quà, và Suzuki cũng có quà, thì anh em ai cũng vui cả. Rồi thì mình cảm thấy video cũng đã dài, thì mình xin kết thúc video tại đây. Anh em nào nhớ nhu cầu mua thì DM cho mình ok ha. Thì anh em nào có thắc mắc về dầu nhớt và cái sự khuyến mãi và chất lượng nhớt như thế nào thì anh em cứ liên hệ thẳng cho mình, mình sẽ giải thích và tư vấn cho anh em hết mức để anh em chọn được cái chai nhớt phù hợp với chiếc xe của mình, chứ không phải lăng tăng chọn nhớt nào. Thì mỗi dòng nhớt nó có cái đặc tính riêng, ví dụ như nhớt đi nào thích hợp đi trong phố, và nhớt thích hợp đi tour, và nhớt thích hợp đi hỗn hợp đó. Nó rất là nhiều loại nhớt như vậy, thì anh em không thể nào quy chụp lại chung một sản phẩm mà có thể đi trong phố và đi tour này đi kia nữa, hết được, không thể nào được, không thể nào có dòng nhất nào mà hoàn hảo như vậy được.
thì anh em tùy theo nhu cầu của anh em mà anh em tư hỏi mình tư vấn hết mình đó, để anh em lựa một cái chai nhớt nó phù hợp cho anh em, chứ không là anh em mua xong rồi cái cảm thấy hụt hẫng này kia rồi xong thay ra lại uống tiền đó. Thì trước hết thì anh em cứ thắc mắc thì anh em hỏi trước rồi xong mình đặt hàng sau. Rồi thì ok, bye bye anh em nha, hẹn gặp anh em ở một video khác, bye bye.